chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tiếp. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng để chào đón Thủ tướng. Xin thưa một tràng pháo tay để chào đón Thủ tướng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đào Duy Tuần. Thank you.
Sạc Liên Trịnh, Ngoại giao
Kenny Ken Hậu Dũng. Quốc Thái Nguyễn Cận Tự. Quốc An Nguyễn Cận Tự. Tiếp Tân Na Si Phạm Nguyên Trọng Tỉnh Sang Trương Tiếp theo, xin mời Đại tá Đỗ Đức Triết lên sân khấu điều khiển chào quốc kỳ Việt Mỹ Việt và Phúc Bạch Liệt. Xin mời. Xin trân trọng kính mời Thủ tướng và phu nhân, kính mời quý vị quan khách, quý vị đại biểu đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ. Tất cả chú ý, nghiêng quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Tiền nhân đã vì quốc vong thân
phút mật niệm để tưởng nhớ đến các vong linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vì chính nghĩa quốc gia mà hy sinh cho tự do và dân tộc, đã bỏ thây trong ngục tù cộng sản. Phút mật niệm cũng để thương xót cho hàng vạn đồng bào đã chết đau đớn trên vùng kinh tế mới hay trên đường tìm tự do, đã vùi sâu thân xác dưới lòng biển cả đại dương. Và sau hết, phút mật niệm để thương xót cho thân xác người Việt Nam đã an nghỉ nơi đất nước Hoa Kỳ. Tất cả chú ý, nghiêm, phút mật niệm bắt đầu. Ban thông điệp cùng đồng bào hiếu tinh, đồng bào trong nước và ngoài nước cùng với lời chúc Tết đầu năm mới 2016. Kính mời Thủ tướng Đào Minh Quân. Cả chiến hữu trong quân lực quốc gia Việt Nam trân trọng kính gửi lời chào toàn thể đồng bào và tất cả quý vị quan khách và thân hữu hiện diện hôm nay tại Houston, Texas. Chúng tôi
thật sự là cảm động khi thấy được sự tiếp đón rất chân tình của đồng bào thân yêu của chúng ta tại vùng cực nam của Hoa Kỳ là Houston, Texas. Một lần nữa kính xin Thượng Đế, Trời Phật, các đấng tối cao chúc phúc ban bình an cho tất cả chúng ta. Cầu nguyện cho tất cả mọi người hiện diện tại đây ngày hôm nay cũng như đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới sẽ được hưởng một mùa xuân mới có thanh bình, tự do, dân chủ và cơm no áo ấm. Ngày cao đao, ngày lễ tất niên, ngày tống cựu nghinh tân tại Houston, Texas hôm nay 31 tháng 12 năm 2015 để đánh dấu cho sự đứng dậy của những tấm lòng vì nước. Nhất định chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà Cộng sản đã cướp đoạt của toàn dân Việt Nam. Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trong ngày cuối năm sắp sửa bước qua một năm mới, tôi trân trọng thay mặt cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời kính gửi đến tất cả quốc dân đồng bào Việt Nam hiện diện tại đây cũng như trên toàn thế giới biết rằng lịch sử lúc nào cũng có lúc sang trang, mà năm tới đây sẽ có những chuyển biến quan trọng tại Việt Nam. Và tôi hy vọng chúng ta, những tấm lòng vì đất nước, sẽ cùng nhau đóng góp tâm huyết, trí tuệ và lời nói chính nghĩa để mong đem lại sự đổi mới cho toàn dân Việt Nam. Nhân dịp đây, tôi cũng muốn xin tâm sự cùng tất cả quý vị rằng sự hiện diện của chúng tôi, của chúng ta, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại thành phố Houston, Texas ngày hôm nay là đánh dấu cho một cuộc đấu tranh kiên trì, trường kỳ trong hơn 1/4 thế kỷ. Và với những sách lược chúng ta đã cùng song hành với chính phủ Hoa Kỳ và liên hiệp 28 nước tại Âu Châu, chắc chắn thời gian tới đây chúng ta hy vọng đất nước Việt Nam sẽ chuyển sang một khúc quanh mới, một khúc quanh mà người dân thật sự làm chủ đất nước, chứ đất nước Việt Nam gấm vóc vinh hoa của chúng ta không thể trao lại cho những người hèn với giặc, ác với dân, là phá hoại cương thường đạo lý của dân tộc. Cá nhân tôi là một sự bình thường. Sách có câu dân vi quý, xã đắc thứ chi, quân vi khinh. Thủ tướng chỉ là trọng nhiệm để đương đầu với tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam là của chung, không phải của riêng ai. Và chắc chắn những ngày tháng tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đem tấm lòng yêu nước, những lời nói chính nghĩa thật sự để lấy lại cái quyền làm chủ đất nước cho toàn dân Việt Nam. Một lần nữa, trước thềm năm mới, kính chúc tất cả quý vị, kính chúc tất cả đồng bào sự bình an, hạnh phúc, thịnh vượng,
cơm no áo ấm và cùng nhau hỗ trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mau chóng giải thể được chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ không làm khổ dân và trả Tàu Cộng trở về cái vị trí của họ. Lực lượng của Liên Hiệp Quốc, của Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã sẵn sàng. Còn chúng ta đã có sẵn sàng hay chưa? Tôi đang mong đợi sự trả lời của toàn dân Việt Nam. Trân trọng, kính chào. Quốc gia Việt Nam lâm thời, võ sư bác sĩ Lý Quỳnh Sinh. Dạ kính thưa quý vị, kính thưa ngài Thủ tướng Đồng Chí, kính thưa tất cả các quý vị chiến hữu đồng nhiệm ở trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, một lần nữa kính thưa toàn thể quý vị, tôi Thiếu tướng phát ngôn viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời giáo sư bác sĩ Lý Quỳnh Sinh xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, có nghe tôi rõ không à? Kính thưa quý vị, lần này, đặc biệt là ngày hôm nay, là ngày 31 tháng 12, có thể coi là, hay nói đúng ra là, phải coi là đúng là ngày New Year Eve, là cái ngày mà chúng ta tống cử Nghinh Tân, và cũng là cái ngày rất là đặc biệt. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, do chính ngài Thủ tướng Đặng Văn Minh lãnh đạo nhiệm tới Texas, Houston, Texas với một mục đích rất là quan trọng, đó là muốn gửi tới cho toàn thể bà con cô bác ở Houston nói riêng, ở toàn thể tiểu bang Texas nói chung một cái message, một cái tin tức, một cái information mà tôi nghĩ rằng chính phủ nghĩ rằng bà con cô bác rất cần được biết, đó là quốc gia Việt Nam của chúng ta đang ở trong cái cảnh rất là dầu sôi lửa bỏng, nghĩa là cái sự mất nước sẽ xảy ra trong nay mà nếu chúng ta không có một cái action, một cái hành động cụ thể nào để cứu nước. Kính thưa quý vị, cái tình hình của Việt Nam nó rất nhiều chuyện để mà nói, do đó tôi dành lại những cái điều quan trọng đó cho cái ngày họp báo, tức là ngày 2 tháng Giêng năm 2016. Mời tất cả quý vị, bà con cô bác hãy tới dự buổi họp báo để được nghe cái chi tiết tường tận tại sao nước Việt Nam của chúng ta sắp bị mất, đặc biệt là mất vào tay của Tàu Cộng. Kính thưa quý vị, trước khi nói tiếp, tôi cũng không quên nhắc cho quý vị biết ngày mai chính ngài Thủ tướng Đặng Văn Minh và toàn thể tất cả các anh em chiến hữu đồng nhiệm của tôi ở trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời
sẽ có một cuộc kinh lý ở Houston. Và cái cuộc kinh lý này rất là quan trọng, vì nó nói lên cái tấm chân tình tha thiết của Thủ tướng Đào Minh Quân tới với đồng bào một cách nồng nhiệt, hay nói một cách khác là một sự kêu gọi tất cả các đồng bào ở Houston nói riêng, ở Texas nói chung, là chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy để làm action, một hành động, để công việc của nước không thể không làm được cái gì. Và cái cuộc kinh lý ngày mai sẽ dừng lại ở tại tượng đài chiến sĩ, và sau đó sẽ là một cuộc thăm viếng tất cả, hay nói đúng ra hầu hết tất cả những cái business, những vị thương gia, những cái chỗ buôn bán, những cái tiệm ăn vân vân, nếu chúng tôi có thể tới được sẽ tới đó để thăm viếng quý vị bà con cô bác ở đây. Cuộc kinh lý rất là quan trọng, nhưng mà cái quan trọng ở đây tôi muốn nói là cái sự cứu nước. Kính thưa quý vị, chúng ta ở Mỹ này lâu rồi, lâu nay chúng ta sống trong nệm ấm chăn êm, chúng ta không có khi quên đi hay là nghe nói một cách rất là hời hợt rằng là hèn với giặc, ác với dân. Chúng ta nghe qua giống như nghe một cái tuần cải lương hay là nghe một câu chuyện phiếm. Và thưa quý vị, nó không phải là một chuyện phiếm, mà nó là một sự thật. Một sự thật mà nếu mà xét cho kỹ rất là đau lòng. Và sự thật hơn nữa là nước của chúng ta sắp sửa lọt vào tay Tàu Cộng, bởi vì Việt Cộng đang sắp tầm bán nước một cách bí mật. Nếu chúng ta không làm gì cả thì một ngày nào đó khi chúng ta về quê hương, chúng ta xuống phi trường Tân Sơn Nhất hoặc Hà Nội, thì chỗ đó sẽ được coi như là tỉnh lẻ của nước ta, của Tàu Cộng. Đối với tôi, đó là một sự nhục nhã. Nếu một ngày nào chúng ta trở về quê hương mà chúng ta phải coi nước Việt Nam là một tỉnh lẻ của Tàu Cộng thì thật rất là đau buồn. Và tôi nghĩ rằng ở đây ai có hiểu cái câu là quốc gia hưng vong tức thất phù hữu trách, thưa quý vị. Chúng ta không kể tuổi tác, không kể giàu nghèo, chúng ta, tôi nghĩ ai cũng có cái quyền bảo vệ quê hương, và không nhất thiết là phải ai mới có quyền và ai không có quyền. Tất cả chúng ta đều có cái quyền bình đẳng giống nhau trong cái công vụ cứu nước, thưa quý vị. Có lẽ tôi có nói hết đêm nay cũng không thể hết được những điều tôi muốn nói. Tôi mong quý vị hãy tới buổi họp báo vào ngày 2 tháng Giêng năm 2016, quý vị sẽ được nghe rõ hơn, tỉ mỉ hơn về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do chính Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân đang lãnh đạo nhiệm để cứu nước. Ở đây tôi nghĩ cái sự nổi tiếng của Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân thật sự quý vị đã biết, nhưng tôi nghĩ tôi cần lặp lại một lần nữa có tính cách rõ hơn, chi tiết hơn. Vậy chứ Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân là ai? Mỹ nó gọi là biography, tức là tiểu sử của Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân. Tuy nhiên tôi không có cái tham vọng nói hết cái tiểu sử của Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân ngày hôm nay, hay là chúng ta tối nay, bởi vì tối nay là tối New Year, chúng ta đang enjoy party, đang có một cuộc chia vui với nhau trong cái tinh thần cứu nước. Nhưng tôi muốn nhắc sơ cho quý vị biết, cho quý vị nhớ lại một những cái vài điểm căn bản rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân đang lãnh trụ nhiệm cứu nước là một thủ tướng thật và đang song hành với Mỹ để cứu nước, thưa quý vị, chứ không phải là
là một thứ hội hè đình đám hay là ban hội này ban hội kia lập nên để ngồi nói chuyện với nhau uống rượu uống thuốc lá. Không phải. Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân là một vị thủ tướng thật đang sống hành với Mỹ, đang từng ngày từng giây từng phút để tìm cách cứu nước, và cái ngày cứu nước không còn xa đâu thưa quý vị. Tôi có nói hồi nãy mới vừa rồi, tôi sẽ nhắc vài điểm chính về ngày Thủ tướng Đào Minh Quân để cho quý vị nắm được những cái căn bản cần thiết để nhớ về ngày Thủ tướng Đào Minh Quân là một thủ tướng, là một thủ tướng thật đang cứu nước. Điểm chính nó là điểm nào? Điểm chính thứ nhất, ngài Thủ tướng Đào Minh Quân đã được bầu lên bởi ba thế hệ và ngài đã nhậm chức vào ngày 16 tháng 2 năm 1991. Cái điểm chấn kế nữa, sau một năm vào cái ngày 16 tháng 2 năm 1992, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã làm một cái cuộc lễ tất niên năm thứ nhất của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và cái buổi lễ đó có huy hiệu rất là đình đám thưa quý vị. Và quan trọng hơn hết nữa mà tôi muốn nói cho quý vị biết là nước Mỹ này sau khi gửi công hàm công nhận Thủ tướng Đào Minh Quân là một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hợp pháp và hợp lý đối với quốc tế, thì sau đó nước Mỹ mới đi bàn giao với lại. Dạ không, nói bàn giao thì không đúng thưa quý vị, phải nói là giao thương thì đúng hơn. Người Mỹ rất là thích chơi chữ, nhưng người Việt Nam chúng ta có nhiều khi thấy bắt tay gọi là bác giao, nhưng đối với Mỹ họ rất là cẩn thận, họ không gọi là bác giao, bởi vì người Mỹ chưa có một cái công hàm nào gửi cho Việt Cộng, cho chính phủ Việt Cộng để công nhận rằng đó là một chính phủ thật cả, mà họ luôn luôn gọi Việt Cộng là cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Và cái sự giao thương đó mà chúng ta hiểu lầm là ban giao đó được xảy ra vào năm 1995, nếu tôi không lầm, và nếu tôi có lầm thì ngài Thủ tướng ở đây sẽ sửa sai, nhưng mà rất tiếc là tôi không lầm, tôi nhớ rất chính xác. Thì kính thưa quý vị, cái điều đó muốn nói lên cái gì? Cái điều đó muốn nói lên rằng người Mỹ đã an bài cho cái nước Việt Nam chúng ta có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trước khi họ giao thương với Việt Cộng. Cái điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nước Việt Nam Cộng hòa của chúng ta, xin lỗi quý vị phải nói một câu thật sự ngạo nghễ mà nói, là chưa bao giờ biến mất, luôn luôn tồn tại, ẩn tàng khi ẩn khi hiện. Tại sao? Tại vì đó là phương pháp duy nhất để đánh ác quỷ nó thôi quý vị. Phải ẩn hiện như phép lạ vậy, phải lúc xuất hiện lúc biến đi. Do đó quý vị mới thấy cái chính phủ này nó tồn tại từ năm 1991 cho tới ngày hôm nay là 25 năm thưa quý vị, mà không thể nào bị diệt, không ai có thể diệt được cái chính phủ này. Bởi vì cái chính phủ này mới thực sự là chính phủ thật của dân, và chính phủ này sẽ là cái chính phủ sẽ về cứu nước thưa quý vị. Do đó quý vị đừng có quên và phải nhớ cho rõ cái ngày Thủ tướng Đào Minh Quân lãnh đồng nhiệm là năm 1991, cái ngày Mỹ giao thương với lại Việt Cộng là năm 1995. Khi giao thương xảy ra với Việt Cộng thì những gì trước đó do Mỹ dựng nên hay do Mỹ thừa nhận thưa quý vị, nói Mỹ dựng nên là tôi nói sai, phải nói là Mỹ thừa nhận, đúng chữ của nó là như vậy.
thì những gì do Mỹ thừa nhận trước đó không bao giờ mất được, thưa quý vị. Để chứng minh điều đó, để chứng minh rằng nước Mỹ này đã thừa nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ thuần thục, hợp pháp và hợp lý. Thì vào cái ngày 23 tháng 6 năm 1991, nếu tôi không lầm, thì có một cái buổi lễ rất là long trọng xảy ra ở tại San Jose. Cái buổi lễ đó là một buổi lễ rất là đánh động lương tâm của loài của thế giới, là nước Mỹ đã mạnh dạn hãnh diện cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xin lỗi quý vị, không phải cho mà là thừa nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời kéo cái cờ ngang hàng với cờ của nước Mỹ tại San Jose, thưa quý vị. Và cái buổi lễ đó, và cái buổi lễ đó rất là long trọng, long trọng tới mức độ mà đại sứ của Việt Cộng ở khắp mọi nơi ở trên nước Mỹ này đã tìm cách bỏ tiền ra mua tất cả các truyền thông để che lấp cái hình, cái che lấp cái sự thật đó. Nhưng giấy không gói được nữa, thưa quý vị. Ngày hôm nay tôi cho quý vị mục kích thấy thực sự cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã được treo ngang hàng như đó với lại lá cờ Mỹ vào ngày 23 tháng 6 năm 1991, để cho quý vị thấy rằng người Mỹ luôn luôn thừa nhận cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này là một chính phủ thân thụ, hợp pháp và hợp lý đối với quốc tế, thưa quý vị. Và đây là một đoạn video ngắn ngủi, thưa quý vị, do chính tôi đã làm cho nó gọn lại, tôi edit lại cho nó gọn cho quý vị coi. Tại vì tôi biết hôm nay chúng ta là để cái thời gian này để vui, vui xuân để trước khi lấy lại nước. Cho đó tôi làm cái đoạn cái phim video thì rất là dài, có thể nói rằng có thể đó là 2 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi chỉ muốn cho quý vị thấy được cái đoạn phim mà lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã tung bay từ dưới, được kéo lên trên và ngang hàng với cờ Mỹ, thậm chí tới ngang hàng với lại cờ của San Jose. Và thưa quý vị, ba lá cờ cùng ngang hàng với nhau, điều đó chứng tỏ rằng người Mỹ đã thừa nhận thủ tướng nào mình luôn là chính phủ, là một chính phủ quốc gia Việt Nam thời hợp pháp và hợp hiến theo hiến pháp của Hoa Kỳ, và là một chính phủ thượng thụ sẽ lấy lại quê hương đất tổ của chúng ta trong tương lai. Và bây giờ mời quý vị xem đoạn phim đó ở trên màn ảnh, và mời chủ tướng cho đoạn phim đó được hát lên. Thì xin mời quý vị thưa lại. Đây là cái đoạn để cho audio dùng đi hay quý vị. Ngày anh em đã chung cùng nhịp. Đây là cái đoạn rất là quan trọng, thưa quý vị. Lát cờ đang chuẩn bị để kéo lên, nhưng mà chúng ta làm một lễ rất lớn mà tôi làm ngắn thôi, cho quý vị thôi thôi. Đây là một bộ phim rất là lịch sử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
áo cho cả mùa xuân. Ôi trùng khơi duyên dân của sông, mỗi dần dần. Quý vị, người đó là thủ tướng Đàm Hưng Quân lúc còn xanh, lúc còn trẻ. Giọt bóng dương cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung đứng biển khơi. Ngày quê hương dân Việt. Quý vị đã thấy rõ đây chưa? Ngày anh em ta chung đứng biển khơi. Ngày trong mơ giờ sau kia lá cờ đã bay lên thì người ta chào cờ, nhưng mà tôi cắt ở đây. Thì thưa quý vị, đây là đoạn phim rất là quan trọng, được để đủ chứng minh hùng hồn cho biết rằng, cho chúng ta thấy rằng lá cờ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta chưa bao giờ chết. Nó đã được tung bay ngay từ cái năm 1991 một cách ngang hàng với cờ của Hoa Kỳ. Xin thưa quý vị, cho Thủ tướng Đặng Quân tràng pháo tay nữa là người đang dẫn dắt anh em để cứu nước. Xin thưa quý vị, tôi biết nhiều chuyện lắm. Kính thưa quý vị, trước khi tôi dứt lời, tôi quý vị cho phép tôi coi đây là một món quà tống cựu Minh Tân của tôi tặng cho quý vị, một cái sự thật mà tôi nghĩ rằng quý vị đã hàng ấp ủ. Quý vị ai cũng tưởng là Việt Nam Cộng hòa đã chết. Dạ thưa không, Việt Nam Cộng hòa không bao giờ chết được thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là hữu thần, chúng ta biết thượng đế. Chỉ có kẻ vô thần nhất thời làm loạn thế thôi, và cái loạn nó sẽ được dẹp. Và một câu nói nữa, một chuyện nữa để cho quý vị rõ luôn, là cũng nhờ cái lá cờ ngang được ba ngang hàng với lá cờ Hoa Kỳ này mà kể từ ngày hôm đó trở về sau, bất cứ cuộc tranh thủ nào để mà treo lá cờ vàng ngay sau đó đều được thành công, là bởi vì từ ở đây đó thưa quý vị. Tại vì chính phủ Hoa Kỳ, tất cả các cơ quan đều không có lý do nào mà biểu rằng không thừa nhận lá cờ này được. Bởi vì khi mà họ nhìn lại trong cái cuộn phim này, hay nhìn lại trong cái lịch sử của nước Hoa Kỳ, thì nước Hoa Kỳ đã chưa bao giờ dẹp cái lá cờ của chúng ta, mà luôn luôn thừa nhận lá cờ chúng ta là xâm hành của nước Mỹ. Do đó tất cả các cuộc tranh thủ về lá cờ được tồn tại là luôn luôn được chấp nhận dễ dàng thôi thưa quý vị. Dạ thôi, để dừng lại, để dừng cái sân khấu lại cho các anh em nghệ sĩ hay các quý vị nào muốn chia vui lên đây để chia vui. Và một lần nữa quý vị xin nhận cho đây là món quà đầu năm của Lưu Hành Xanh tặng cho quý vị, và xin cảm ơn. Tôi xin giới thiệu là Nguyễn Văn Xuân,
được cấp bậc trung úy của biệt đội 817 liên đoàn 81 bị cách nhảy dù. Lực lượng tổng trưởng Mỹ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ ngày qua Mỹ, tôi qua năm 1994 sống ở tại trung tâm này. Tôi chưa thấy một cái hội đoàn quân đội nào hay là một tổ chức chính trị nào đứng ra thành lập chính phủ. Tôi vẫn biết rằng nếu muốn đương đầu chống lại với chế độ Cộng sản Việt Nam, chế độ tàu huyền Cộng sản Việt Nam thì phải có chính phủ. Các hội đoàn quân đội chỉ lo cho nhau mỗi năm sinh hoạt theo thường lệ và những ngày lễ lớn có tính cách quân đội. Thứ nhất, để liên lạc, biết nhau và giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn hoặc có vấn đề gì về hậu sự giúp đỡ lẫn nhau. Có tự mình vinh danh mình để giữ vững tinh thần chống cộng, nói rằng sẽ có ngày trở về quan phục quê hương. Nói chung tất cả những hậu đoàn ở bên Mỹ, ở hải ngoại, tôi có cái nhìn là như vậy. Không có một người nào hoặc một tổ chức nào đến giờ phút này có tên là chính phủ lâm thời, ngoại trừ chính phủ của Thủ tướng Đào Minh Quân. Tôi biết được chính phủ do Thủ tướng Đào Minh Quân lãnh đạo khi tình cờ tôi mở trên YouTube cách nay cũng dài tháng rồi mà tôi không nhớ rõ là bao nhiêu tháng, 5-6 tháng gì đó. Từ đó tôi mới coi hết lần tôi coi hết từ ngày mà thành lập như thế nào, tổ chức Tân Dân Chủ hoạt động ra sao và diễn biến cho tới những cái ngày gần đây tôi cũng có coi. Tôi nghĩ rằng tại sao ở nơi khác thì có đại biểu của chính phủ mà ở Dung Tinh này sao Thủ tướng Đào Minh Quân không đề cử một người nào, trong khi thành phố Dung Tinh là người Việt đứng thứ hai sau Cali. Tôi mong đợi ngày đó mà tôi không biết ngày nào, tin chắc là sẽ có. Đến lúc tôi cũng có nôn, tôi cầm điện thoại lên, tôi tính gọi qua bên Cali để tôi nói chuyện, nhưng mà tôi nghĩ cũng gọi có bệnh, cũng không dám biết gì, thôi cứ chờ. Và đến ngày gần đây tôi coi trên đài 51.3, tức là đài Sài Gòn Đất Quốc, đây là đài người Việt quốc gia chống cộng ở Vô Tinh, tôi mới thấy tin mừng. Thì bà, trong đó có bà, để là bà Judy Nguyễn, đại biểu chính phủ quốc gia lâm thời tại Việt Nam, tại Vô Tinh. Tôi nói đại biểu quốc gia của chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam, lâm thời tại Việt Nam, nghĩ chắc ngày nào cậu cũng vậy. Đối với Thủ tướng Đào Minh Quân về đường lối chính sách, tôi đã coi qua và tôi thấy cũng hợp với tôi. Lấy lại đất tổ không làm khổ dân, lấy tờ giấy, lấy cây viết và bằng nguồn tay sắt của Thủ tướng để giải thể
chế độ tạo quyền lực cộng sản. Tôi có tìm hiểu qua internet về thủ tướng chính phủ. Tôi có tìm hiểu các tướng lãnh trong thành phần chính phủ. Tôi có suy nghĩ, cũng có suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà chung quy lại tôi thấy rất là vừa ý. Cho nên khi thủ tướng có kêu gọi tham gia cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cô sinh viên Nguyễn nói chuyện với tôi đi qua điện thoại và có nói rằng anh có tinh thần yêu nước để anh hãy cộng tác với chính phủ quốc gia. Mà cái điều đó khi cô nói ra tôi cũng rất đồng ý. Nếu tôi tự nguyện tôi ký một cái tờ giấy xin gia nhập là điều đó chắc chắn là tôi không gia nhập. Tôi chỉ gia nhập khi có thủ tướng đã tuyên bố kêu gọi tinh thần yêu nước, cũng như cô sẽ đi qua điện thoại đã mời tôi biết sẵn sàng hợp tác với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Sau đó tôi cũng theo yêu cầu của cô Judy, tôi quen đâu tôi mời đó, tôi quen đâu tôi nhắn tin đó, nhưng mà cái người trả lời thì tôi không thấy trả lời, tôi không hiểu họ còn chờ đợi cái gì mà tôi không biết. Ngày mà tốt nghiệp, nếu là tôi nói là sĩ quan thôi nha, ngày tốt nghiệp tại trường Bộ Binh, cái câu thầy cho đến giờ phút này tôi vẫn còn ghi nhớ: thầy trung thành bảo vệ tổ quốc. Có phải đúng không quý vị? Chúng ta bị bỏ súng ở tại Việt Nam là ngoài ý muốn của chúng ta. Dương Văn Minh, tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, nhưng quân đội chưa ai chịu hàng, chưa ai còn chịu hàng, mặc dầu bỏ xuống nhưng trong lòng không phục cái việc đầu hàng đó do đại tướng Dương Văn Minh lúc đó là tổng thống. Những người ở lại đi tù, và sau thời gian đi tù đi ra biển, nhưng cái câu thề đó làm sao quên? Qua bên này rồi tự nhiên mình quên tất cả. Mà nếu mình quên tất cả những cái câu thề bảo vệ tổ quốc, trung thành bảo vệ tổ quốc, thì mình còn xứng đáng là mình là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không? Cho nên tôi rất vui mừng gặp mặt Hồ Chí Minh và xin gia nhập. Thì cái tờ những tờ giấy này cô Sunny nói đã có gửi về bên Cali về Vĩnh Hồng, thì cái việc đó chờ ban nội chính sẽ điều tra và quyết định. Thì tôi cũng mong đợi cái ngày đó coi như thế nào đối với tôi. Tôi cuối năm cũng còn khoảng 2 tiếng nữa, quý vị nào có câu chuyện gì thì cứ lên phát biểu để đánh dấu thừa là chúng ta sẵn sàng tinh thần hòa năm mới, thắng lợi mới, thành công mới, giải thể chế độ tào nguyên cộng sản Việt Nam. Tôi xin hết. Cảm ơn quý Xuân Nguyễn là phó tổ chức, trưởng phó trưởng ban tổ chức của buổi ngày hôm nay. Và chúng ta thấy đây là một tinh thần rất là yêu nước của Trung úy Xuân đã được chia sẻ, bày tỏ với tấm lòng với Thủ tướng và cũng như với toàn thể quý vị. Và chúng tôi ước mong rằng trong một tinh thần yêu nước của một vị cũng như là tất cả mọi người trong chúng ta ở đây, và ai chúng ta cũng phải cố gắng làm sao chúng ta hiểu rõ cái tình thế của Việt Nam bây giờ nó rất là dầu sôi lửa bỏng.
Nếu mà chúng ta dậm chân tại chỗ, chúng ta không đi mà chỉ có đứng một chỗ và chúng ta chỉ ngó và trông chừng người khác làm cho chúng ta để chúng ta hưởng, thì có lẽ là không biết cái thời gian đó nó sẽ đến bao lâu. Nhưng chúng ta mỗi một người một tay một chân và chúng ta cùng góp lại để cùng với Thủ tướng để chúng ta xóa bỏ cái chế độ tào quyền cộng sản bằng cách triệt Hồ Chí Minh, thì đó là một cái một tuyệt chiêu mà chúng ta có thể chiến thắng một cách dễ dàng và rất là nhanh chóng. Và cũng trong một tâm tình nó như vậy, thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được trân trọng và hôm nay được mời Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời đặc ngài Đào Minh Quân sẽ lên trên sân khấu để thứ nhất là để trả lời những tâm tư và những cái tâm tình của ngài, và sau đó ngài sẽ cống hiến cho chúng ta một nhạc phẩm rất là tuyệt và rất là tâm tình, đó là nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu. Như vậy xin kính mời Thủ tướng Chính phủ chúng ta cùng tiến lên sân khấu và một tràng pháo tay tiếp tục để cổ võ và chào mừng Thủ tướng. Việt Nam lâm thời không có chủ trương một đường lối bạo động và đã cùng và đang song hành với Chính phủ Hoa Kỳ và lực lượng 28 nước trong Liên hiệp châu Âu sẽ tiến tới giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam bằng đường lối ôn hòa, dùng công lý, nhân đạo để giải quyết. Việc làm của Chính phủ qua 25 năm còn tồn tại đến ngày hôm nay là do tâm huyết, công sức của rất nhiều người, của những nhà ái quốc, của các anh chị em trẻ yêu nước, của đồng bào, những chiến sĩ trong quốc nội, tại nội địa ngày đêm đấu tranh. Và đặc biệt ngay trong bữa tiệc ngày hôm nay, chúng tôi đến được thành phố Houston này, thành phố thân yêu, để chúng tôi tuyên bố tống cựu Nghinh Tân. Tống cựu là tống đi cái chế độ cộng sản vô thần, vô đạo, bất nhân. Nghinh Tân là nghinh những điều vui sướng, hạnh phúc, an hòa và thành công cho toàn dân Việt Nam. Đó là do công sức của nhiều người, mà đặc biệt tôi nhân danh là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để đặc biệt gửi lời khen ngợi và cảm tạ đến bà đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại thành phố Houston, Texas, đó là bà Judy Nga Nguyễn. Nhờ có bà và nhiều vị có lòng với đất nước, trong đó như chúng ta đã biết, đó là niên trưởng Nguyễn Xuân, là một chiến hữu 81 biệt kích, là một trong những lực lượng đặc biệt mà chúng tôi đã có cơ hội để chiến đấu trước năm 1975, khi tôi còn giữ là đơn vị trưởng
lực lượng đi không tiếng về không lời tại địa đầu giới tiến Quảng Trị. Sau đó còn có những vị khác đã chung sức đóng góp với đại biểu Chu Đi Nga Nguyễn. Tôi thành thật ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của tất cả anh chị em. Đặc biệt chúng tôi cũng muốn nhắc tới trước ngày cuối năm, cái sự tồn tại của chính phủ là do sự đóng góp tâm huyết, tâm sức của rất nhiều người, trong đó đã đến đây để dự tiệc cùng với chúng ta. Đó, người đứng đầu trong phái đoàn chính phủ, đó là trưởng phái đoàn giáo sư Phan Hiền và phu nhân, người phụ trách viện tư hiền của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Là người phó trưởng đoàn, đó là Trung tá Đỗ Đức Tiết, là một sĩ quan không quân của chúng ta ngày xưa, trước năm 1975. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng trân trọng và vinh dự giới thiệu một vị tướng lãnh cao cấp trong Hội đồng Chính phủ, đó là Trung tướng Bác sĩ Quách Thế Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân quân Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và vị thiếu tướng mà trước khi đến đây chắc có lẽ nhiều người đã được biết đến yên tâm, đó là thiếu tướng phát ngôn viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bác sĩ Võ Sư Lý Huỳnh Xanh. Người thứ ba đang đứng bên cạnh chúng tôi, đó là Đại tá Võ Đại Đức, không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vị anh em chúng tôi, và đồng thời chúng tôi cũng trân trọng và hân hạnh giới thiệu những người đến rất xa, đến từ vài ngàn dặm, từ miền cực Bắc của nước Mỹ, đó là bà Trung tá đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại thành phố Calgary, Canada, đó là bà Trung tá Lâm Chu Huệ, từ nữ đoàn tình nguyện tình bị Liên Hợp Quốc. Và đồng thời chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu một vị nữ quân nhân trung tá trong quân lực của chúng ta, đó là đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại thành phố Calandro, California, cũng là một người nhân viên tổng sự trong hệ thống tình báo của Hoa Kỳ, DAO, cơ quan DAO, tức là Defense Attack Operation, và Trung tá Sloan Trương. Ngoài ra còn rất nhiều sự đóng góp của những người mà chúng ta nếu nhắc đến thì còn rất là nhiều người ở trong đây. Ví dụ như chúng ta thấy cái người quay phim kia là anh Thái, Nguyễn Thái, là một người là dứt khoát cộng sản đi tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Và còn có một người nữa mà từng là nhiếp ảnh viên, nhiếp ảnh gia của Associated Press, quý vị có nghe tiếng của AP không ạ? Đây là phóng viên Nguyễn Lý. Sau đây, trong cái dịp cuối năm này, bằng những lời chân tình, chúng tôi cũng xin thưa cùng đồng bào với tất cả quý vị quan khách ở đây rằng, tuy chúng ta rất thương nhau và muốn chung vui với nhau trong đêm nay là cái buổi tiệc tất niên, nhưng trong lòng chúng ta lúc nào cũng không khỏi có một chút ngậm ngùi, thương nhớ, nghĩ tới đồng bào chúng ta tại quê nhà. Do đó, cái buổi tiệc này nó sẽ không được vui tròn vẹn vì gần 100 triệu đồng bào chúng ta vẫn còn đang lầm than trong quốc nội và đang chờ đợi chúng ta cùng góp một tiếng nói chân chánh, cùng góp một lời nói chính nghĩa. Chính phủ đến đây không phải để quyên góp tiền bạc, chỉ mong quý vị biết rằng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một thực thể có thật,
và tôi là Thủ tướng Đào Minh Quân, là người bằng xương, bằng thịt đang đứng nói chuyện với quý vị trên cái diễn đàn này, xin trân trọng thay mặt cho toàn thể nội các chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để kính chào tất cả đồng bào và quan khách hiện diện ngày hôm nay. Trên diễn đàn chúng ta không có bao nhiêu người. Quý vị có biết rằng cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình trước 75 gần 1 triệu quân, mà chỉ trong vòng 3 tháng là tan hàng không thưa quý vị. Quân lực đó đứng hàng thứ 6 tại Đông Nam Á và hàng thứ 8 trên thế giới. Thì ngày hôm nay quý vị cứ nghĩ rằng cái đảng Cộng sản Việt Nam và tà quyền Cộng sản Việt Nam còn lâu không thưa quý vị? Không. Quý vị suy nghĩ đi. Quý vị có còn nhớ lại trước ngày 30 tháng 4 1975 quý vị có thấy có biết bao nhiêu bữa tiệc vui đang tại Dinh Độc Lập không thưa quý vị? Không. Và ngày hôm nay quý vị có biết rằng Cộng sản Việt Nam đang được đếm từng giờ và từng ngày. Nếu có sự đồng thuận của toàn dân, sự đồng thuận đây là lời nói chính nghĩa, là quý vị cùng hiệp lực với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời xác nhận rằng Tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, là của toàn dân Việt Nam, không có cái nào của Cộng sản cả. Cộng sản không thể là của Việt Nam làm ra. Cộng sản là từ ngoại bang đem vào đất nước Việt Nam, và họ phải trả lại tất cả những cái gì mà đang có. Họ đang cưỡng đoạt của người dân Việt Nam, họ đang cướp đoạt của toàn dân Việt Nam về lại cho toàn dân Việt Nam. Đó là cái lẽ công bình và hợp lý và hợp pháp, chứ không phải chúng ta ép buộc gì ai cả đó thưa quý vị. Và chiến lược của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và đồng minh 28 nước cũng như chính phủ Hoa Kỳ đã dăng ra là Cộng sản Việt Nam không thể nào thoát được đâu thưa quý vị. Hôm nay nhân dịp cuối năm, chúng tôi cũng vừa đến đây xa về để thăm gửi đồng bào những lời ân cần, những lời thành thật, để quý vị hiểu rằng đất nước là của chung, không phải của riêng của ông Thủ tướng Đào Minh Quân, mà chúng ta cùng nhau có bổn phận phải lấy lại cái tổ quốc đó, lấy lại cái đất nước đó để trao lại cái quyền làm chủ cho toàn dân. Và đây không phải chỉ là một ước vọng xa vời, mà đang là thực tế và sẽ diễn ra từng giờ từng ngày đó thưa quý vị. Và trong cái niềm thương mến đó thì tôi không phải là một ca sĩ, nhưng mà bữa nay bị ép lên sân khấu thì quý vị có thể ca cùng với tôi cũng được. Tôi có hai bài ca. Bài ca thứ nhất là vì chúng tôi là những người hữu thần, tôi luôn luôn tin tưởng có Thượng Đế, Trời Phật. Bất cứ công việc nào mình làm mà lòng chân thành của mình không có làm giả dối thì có bề trên chứng giám phù trì thì chắc chắn công việc nó sẽ thành công. Đúng như ông thiếu úy phát ngôn viên của chính phủ có nói, chúng ta là những người hữu thần nên sự tồn tại của chúng ta, kể cả cái đất nước chúng ta và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũ của chúng ta, tuy đã bị chôn mà chưa có chết, nhưng Cộng sản Việt Nam đã bị chết rồi nhưng mà chưa có chôn đó quý vị à. Nếu còn Cộng sản Việt Nam thì không có ông Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đứng trên cái diễn đàn này để nói chuyện đâu thưa quý vị. Vì chúng ta là những người tôn kính Thượng Đế, tin tưởng vào đấng tối cao Phật Trời, cho nên trong cái dịp cuối năm này tôi xin dâng một cái lời hát là cái lời cầu nguyện. Vì chưa có nhạc phẩm nào thì tôi tạm thời chọn cái bài Đêm Nguyện Cầu của nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Quý vị nào muốn hát thì hát với tôi, tại vì tôi cũng không phải là một ca sĩ, nhưng mà tôi chỉ mong đem cái tiếng hát theo lời yêu cầu của quý vị chứng minh rằng người dân rất là quan trọng với chúng tôi. Người dân yêu cầu thì chúng tôi làm. Xuất phát từ tiền nhân của chúng ta có câu: dân chi sở ố, ố chi
dân chi sở ái, ai chi, tức là một chính phủ, một cái tập thể nào mà đáp ứng được cái nguyện vọng lâu dài chân chính của người dân thì chính phủ đó sẽ tồn tại. Và Cộng sản Việt Nam thì không đáp ứng được cái nguyện vọng lâu dài và chân chính của toàn dân nên chính phủ đó đã bị đào thải đó, thưa quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quyết định của trưởng ban tổ chức. Xin mời đại tá Julie. Xin mời đại tá Julie. Bây giờ mình đứng trước. Dạ, xin mời tất cả. Dạ, chú Lý xin mời tất cả quý đồng nghiệp và quý các cô và dạ, tới sân khấu chụp hình chung kỷ niệm với thủ tướng, với anh Phan Thịnh Vượng và buổi tiệc hôm nay đã chấm dứt. Xin quý vị ra được ra về bình an và hy vọng một ngày năm tới chúng mình sẽ có thể là buổi cao đao lớn hơn và vui hơn. Nhưng mà đêm nay vui cỡ nào nhưng quý vị phải nhớ về một số ngày mai mình có đi kinh lý 11 giờ tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trong khu nhà Việt, rồi 11 giờ mình đi kinh lý cho tới 2 giờ chiều nha. Rồi dạ xin chú đi luôn á, không biết nói gì hơn. Xin cho biết là tập hợp mấy giờ tại đâu? Dạ tập hợp tập hợp 11 giờ tại tượng đài chiến sĩ, còn quý đồng nhiệm có ở bên Cali qua thì tập hợp địa điểm 1 9 giờ. Dạ. Chú Điền rất là cảm ơn nhà hàng quê hương chú chú Thiếm và Tâm rất là nhiệt tình và để lại cho một kỷ niệm rất là sâu sắc và chờ đợi cho phái đoàn